Tuyến đê bao sông Măng qua địa bàn huyện Mang Thít có chiều dài là 19 km. Thời gian qua do xảy ra một số điểm sạt lở nên tiến độ thi công toàn tuyến đã bị chậm lại. Điều này đặt ra vấn đề cần kịp thời đẩy nhanh tiến độ, cấp bách gia cố những vị trí xung yếu để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân. Người dân ấp Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít rất vui mừng khi đơn vị thi công đã tập trung nhân lực và phương tiện gia cố đoạn sạt lở đê bao sông Măng dài 40m tại khu vực này. Tuy nhiên, theo người dân, tiến độ gia cố còn chậm, trong khi con nước triều cường tháng 9 tháng 10 âm lịch được dự báo khá cao đang gần kề, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp vườn sầu riêng của hơn 70 hộ dân nằm trong đê bao này. Mong muốn coi như đơn vị thi công đẩy nhanh tốc độ làm cho nó chất lượng, con lộ hoàn chỉnh để bảo vệ nước thôi, coi như trong người dân sản xuất ở trong khu vực và con đi lại thuận tiện mua bán cho nó tốt hơn. Mong làm sao mà cho nó khắc phục cho nó nhanh chút vậy đó, để nó gì để kéo dài lâu quá. Rồi nhà cửa sát ở bên đây cũng sợ, mà cái nhà đang lỡ sợ cũng không dám ngủ luôn, rồi như vậy đó cũng ảnh hưởng. Đê bao sông Măng đi qua địa bàn xã Chánh An, huyện Mang Thít dài khoảng 5 km. Hiện tại, đơn vị thi công đã đổ đan được khoảng hơn 2 km, người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, đoạn còn lại khoảng hơn 3 km cũng rất cần được đẩy nhanh tiến độ. Giờ đơn vị thi công mình phải cố gắng làm sao ha, và cho tiến hành, cho hoàn thành sớm, chừng nào tốt nãy. Chứ mà để len en hoài vậy á, giờ ai cũng trông đợi trơn. Cái đầu lộ trên kia thì nó hơi khó khăn chút, nó học sinh đi không được. Nó phải đi vòng mất thời gian của nó. Nghĩ giờ bơm cát vô làm cho nhanh lẹ chút, cho học sinh mình nó đi cho dễ dàng hơn. Vườn trượt này kia người ta cũng vô ra mua trái cây này bán không dễ dàng. Chủ đầu tư công trình đê bao sông Măng cho biết trên toàn tuyến 19 km thì có đến 12 điểm sạt lở với chiều dài trên 600 m. Đơn vị thi công đã gia cố được 11 trên 12 điểm. Trong tháng 7 và tháng 8 lại có thêm 3 điểm sạt lở mới nên tiến độ thi công công trình càng thêm chậm. Chủ tư cũng đã là chỉ đạo đơn vị thi công, hiện nay đang tổ chức triển khai là 3 đội thi công chính tuyến. Thì đến nay khối lượng thực hiện ước đạt từ khoảng 70 đến 75%. Và hướng tới thì chúng tôi cũng sẽ là tập trung thường xuyên họp giao ban nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, cũng như là phấn đấu là cơ bản hoàn thành tuyến đê bao này trong năm 2022 để phục vụ người dân trong vùng dự án. Đê bao sông Măng đi qua 4 huyện của tỉnh Vĩnh Long, phục vụ khoảng 60.000 hectare đất sản xuất. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy người dân mong muốn công trình sớm hoàn thành và đảm bảo chất lượng để giúp người dân chủ động ngăn lũ triều cường, giữ ngọt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.